Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tai nạn giao thông được phát sóng trên kênh truyền hình giao thông từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chúng tôi cập nhật tính đến thời điểm 16 giờ ngày 15 tháng 12, trên địa bàn cả nước đã xảy ra ít nhất 6 vụ tai nạn giao thông là một người tử vong, một người mất tích và 6 người bị thương. Chiều nay tại đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần trạm thu phí Bắc Thăng Long Nội Bài thuộc địa phận xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Một cụ ông điều khiển xe máy biển kiểm soát 19K14934 xảy ra va chạm với xe khách limousine biển số 14B03467, va chạm mạnh khiến cụ ông ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Trước đó vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng tại thành phố Hồ Chí Minh, một người đàn ông 50 tuổi và vợ điều khiển chiếc ghe 45 tấn chở cát chạy trên sông Sài Gòn, hướng về huyện Củ Chi. Khi ghe đến khu vực dưới chân cầu Bình Phước, quận 12 thì xảy ra va chạm với xà lan, chưa rõ số hiệu, khiến ghe chở cát bị chìm. Vụ tai nạn khiến cả hai vợ chồng rơi xuống sông, người vợ mất tích, còn người chồng bơi vào bờ, sau đó đến cơ quan chức năng trình báo. Sau va chạm, chiếc xà lan liên quan đã rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm người mất tích, trục vớt ghe bị chìm, đồng thời ra soát phương tiện, truy tìm xà lan có liên quan. Ngoài hai vụ tai nạn kể trên, trong hôm nay chúng tôi cũng cập nhật được bốn vụ va chạm giao thông khác xảy ra trên cả nước. Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, chiếc xe 16 chỗ mang biển kiểm soát 37B 02912 đang di chuyển theo hướng Bắc Nam thì bất ngờ bị một xe container chưa rõ biển kiểm soát đi cùng chiều tông phải. Va chạm mạnh khiến xe 16 chỗ mất lái lao xuống ruộng, ba người trên xe nguy kịch, những hành khách còn lại hoảng loạn kêu cứu. Không dừng ở đó, xe container tiếp tục va chạm với một ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 37A59083 khiến chiếc xe này bị văng khoảng 15 mét, hư hỏng nặng phía sau. Vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, xe khách biển kiểm soát 14B01892 chạy tuyến Móng Cái Yên Bái lưu thông trên quốc lộ 2. Khi đến đỉnh dốc cầu quan thuộc xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải biển kiểm soát 29C79795 lưu thông chiều ngược lại. Tai nạn khiến tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin phụ xe bị văng xuống đường, may mắn cả hai chỉ bị thương nhẹ. Quan sát tại hiện trường, chiếc xe tải lật nghiêng, xe khách chắn ngang quốc lộ 2, phần đầu hai xe hư hỏng nặng. Rất có thể khi lưu thông tới khu vực trên, cả hai tài xế đã di chuyển với tốc độ nhanh, lại thiếu chú ý quan sát, dẫn tới va chạm đáng tiếc. Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng, xe buýt biển kiểm soát 60B-01730 chở theo công nhân lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng nguyện Thống Nhất về ngã tư Dầu Dây, tỉnh Đồng Nai. Khi đến km 4 thuộc xã Bầu Hàm 2, huyện Thống Nhất thì bất ngờ húc mạnh vào đôi xe tải biển kiểm soát 60C31427 di chuyển cùng chiều phía trước. Theo đà di chuyển, chiếc xe buýt tiếp tục lao sang làn đường đối diện, đâm vào cột điện ven đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe buýt có hơn 30 công nhân, may mắn không có ai bị thương, riêng tài xế bị thương nhẹ. Tại hiện trường, xe buýt bể nát phần đầu, các mảnh vỡ văng tung tóe. Có lẽ trong vụ việc trên, Tài xế xe buýt đã không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, đồng thời không làm chủ được tốc độ, do đó khi phát hiện sự cố đã không kịp xử lý. Còn trên km 52 quốc lộ 2 thuộc xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang vào sáng nay, hai chiếc xe tải đang di chuyển thì bất ngờ xảy ra va chạm. Tại hiện trường, hai chiếc xe hư hỏng nặng, tài xế mắc kẹt trong cabin được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Do ảnh hưởng từ vụ tai nạn, giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài được biết vào thời điểm trên, khu vực vừa xuất hiện mưa nhỏ. Việc lái xe khi chưa làm chủ được tốc độ, thiếu chú ý quan sát trong điều kiện thời tiết xấu, đường trơn trượt rất có thể là nguyên nhân khiến hai phương tiện xảy ra tai nạn. Chúng tôi xin được kết thúc bản tin bằng cảnh báo về tình trạng người điều khiển phương tiện đi ngược chiều và thiếu chú ý quan sát tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội mới đây, một chiếc xe container đang di chuyển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì bất ngờ xuất hiện một ô tô con đi ngược chiều. Trước tình huống trên, tài xế xe container đánh lái để né tránh, khiến chiếc xe mất lái, lật đè lên giải phân cách. Đáng tiếc, thùng sau xe container và trúng một xe máy chạy cùng chiều khiến xe máy văng khỏi đường. Theo nghị định số 100 năm 2020 của chính phủ, người điều khiển ô tô đi vào đường ngược chiều gây tai nạn giao thông như vụ việc trên có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 12 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng. Vụ việc trên là minh chứng rõ nét cho việc nếu không tuân thủ các quy định của luật giao thông đường bộ, khi xảy ra tai nạn có hối lỗi cũng đã muộn. Trong một đoạn clip khác ghi lại vào khoảng hơn 13 giờ ngày 13 tháng 12 tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, một người đàn ông 44 tuổi điều khiển xe máy biển kiểm soát 93P191404 lưu thông với tốc độ cao, thiếu chú ý quan sát nên không làm chủ được tay lái, tông trúng đuôi xe tải phía trước, cú tông mạnh khiến người này ngã xuống đường, tử vong sau đó. Vụ tai nạn trên một lần nữa là lời nhắc nhở các tài xế cần nghiêm túc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông tập trung quan sát và di chuyển thật chậm trong mọi tình huống tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tai nạn giao thông ngày hôm nay, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.